Vâng. Thưa quý vị, đó là cách xử lý theo pháp luật, còn công luận do bị cảm xúc phẫn nộ chi phối nên cũng thường có cách hành xử riêng của mình để trừng phạt những kẻ ấu dâm. Mới đây tại Ukraine, một nam thanh niên đã bị một nhóm chống tội phạm ấu dâm quấn chặt vào biển chỉ đường bằng màng bọc thức ăn khi định dụ dỗ thiếu nữ 14 tuổi. Nam thanh niên trên đã cầm một bông hồng trắng đến cuộc hẹn với thiếu nữ tên là Diana, 14 tuổi. Tuy nhiên, Diana không có thật, mà đó là nhân vật do nhóm chống tội phạm ấu dâm tạo ra trong một kế hoạch nhằm bắt giữ các tên yêu dâu xanh. Trong video, hắn đã bị các nhà hoạt động quấn chặt vào biển chỉ đường bằng màng bọc thực phẩm. Nhóm chống tội phạm ấu dâm cho biết nghi phạm này thường chỉ nói mình mới 22 tuổi, cùng với một số thông tin giả mạo khác trên Internet nhằm dụ dỗ các thiếu nữ ngây thơ. Được biết, nghi phạm này đã gửi nhiều ảnh chụp vùng kín cho Diana và đòi cô bé gửi lại ảnh tương tự, với lời dụ dỗ rằng sẽ không cho bất cứ ai xem cả. Kinh khủng hơn, hắn còn gửi ảnh mẫu với những tư thế khiêu gợi để cô bé làm theo.